Xin chào cả nhà, hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần thì mình cũng chuẩn bị gieo bông cho khách, rồi mình soạn sẵn cái bông trang màu pháp cam này, mình chuẩn bị gieo cho bạn Vi ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Đây, bạn Vi. Bạn Vi ở Châu Thành, Đồng Tháp. Thì trước khi đóng hàng gửi cho bạn Vi thì mình sẽ quay sơ lược lại cái cây bông trang màu cam pháp này để cho các bạn YouTube xem để tham khảo, để lần sau có thể lựa chọn để mua. Tại vì cái bông này khá là đặc biệt, là cái lá có hình giống như trái tim vậy đó, còn cái bông thì to nở xòe như bông Mỹ đỏ với Mỹ hồng. Đây là cái giống pháp màu cam, pháp cam nở bông to xòe tròn, cánh bầu, cái nhị ở trong thì màu vàng, rất là đặc biệt. Các bạn xem cái bông vàng sắn ở dưới này, cái nhị cũng là màu vàng luôn đúng không? Nhưng mà đặc biệt cái cam pháp này thì cái nhị ngã vàng, cánh hoa thì màu cam, bông xòe cánh nở rất là to. Phía bên này cái bông này, cây này nhỏ hơn một chút. Đó thì cái lô bông trang cam pháp này mình chuẩn bị gửi cho bạn Vi ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Bạn đặt đâu cả chục cây lận các bạn ơi. Bạn đặt màu cam pháp, màu vàng pháp, màu trắng. Đây là cái cây màu vàng pháp. Để mình cầm lại cho các bạn xem, thấy rõ cái màu vàng với màu cam pháp. Cái cánh cũng khá là giống nhau, cái cánh bông giống nhau. Bên đây thì chờ rồi. Đây là màu vàng pháp và màu cam pháp. Một cây trần. Trần pháp hai màu, màu đỏ và màu cam và màu vàng. Đây là màu vàng pháp. Màu vàng và màu cam để gần nhau. Hai anh để gần nhau.